Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Eway 301 Bình Tân. Chào mừng các bạn yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Trong video này mình muốn giới thiệu cho các bạn hai cái dòng loa chép trong dàn âm thanh của các bạn. Khi mà các bạn đang thấy rằng là cái chất âm của dải trung cao và dải mid nó còn đang tối tiếng, các bạn thấy rằng những cái âm chép, những cái nốt cao của những bản nhạc không lời, những bản nhạc hòa tấu hay là những bản nhạc nhẹ, khi mà những cái âm thanh của những nốt cao của ca sĩ nó chưa được sáng các bạn nhé, thì các bạn hãy xem hết video này. Đó, các bạn nán lại xem hết video này. Đó, nó chỉ chừng dưới 10 phút thôi, các bạn sẽ có những cảm nhận về cái chất lượng âm thanh của những dòng loa chép. Nó cải thiện cái chất âm rất là tốt, nó sẽ cho cái dải trung cao và dải chép trở nên sáng bừng khi các bạn ghép cùng với dàn âm thanh của mình, đúng không ạ? Khi mà các bạn có một cái dàn âm thanh nhất là đặc biệt là những âm thanh full đơn, một bát hai chép hoặc một bát một chép, những dòng loa BMB, những dòng loa bow, những dòng loa nằm, đó, kể cả những dòng loa cây, đấy, kể cả ba đường tiếng, nhưng mà khi mà bạn cảm nhận rằng cái dải trung và dải cao của nó còn đang chưa tối, các bạn cần muốn nó sáng hơn nữa, thì các bạn hãy quan tâm đến cái việc lắp cho nó một cặp loa chép rời các bạn nhé. Việc lắp loa chép rời không hề ảnh hưởng đến cái yếu tố kỹ thuật của dàn âm thanh của bạn, nó không làm hỏng thiết bị của các bạn và nó không làm tăng công suất của thiết bị của các bạn, bởi vì loa chép khi nó đi qua tụ, thứ nhất nó không, trở kháng của nó rất nhỏ, gần như bằng không, thứ hai công suất của nó rất là nhỏ vì nó đang nằm ở cái dải trung cao và dải cao, cho nên ăn công suất rất rất là ít nha các bạn. Công suất của những dòng loa của nó loa chép nó để mắc cực đại 100 đến 120W, nhưng đó là công suất chịu đựng. Còn thực tế nó trình diễn thì nó chỉ rất là ít, khoảng vài chục watt nho nhỏ thôi, còn thấp hơn nó đã rất là hay rồi các bạn nhé. Và các bạn đang nghe chất âm của dòng loa chép rời của Titan. Đó, giọng họng kèn P8802 mặt tròn như thế này. Đối với những dòng chép Titan, điểm đặc trưng của nó là có những họng kèn nó sẽ phóng âm thanh rất là xa. Các bạn có thể đứng ngồi ở vị trí 5 đến 10m từ phần âm thanh nhưng các bạn vẫn nghe rõ rệt, trải nghiệm được rõ ràng cái chất âm leng keng tí tách của những cái họng kèn của cái dòng loa Titan, loa chép Titan như thế này các bạn nhé. Ở đây mình đang có hai mẫu, một màu mẫu mặt tròn và một mẫu mặt vuông đấy, màu có viền đen như thế này. Các bạn đang nghe âm thanh của dòng P8802. Đó. Con này công suất cực đại 100W, trở kháng 8 ohm và độ nhạy 91 dB, mã 8802 của Pioneer, siêu chép vocal các bạn nhé. Đó, mặt tròn, lên phân tần T3 full chân đẹp như thế này. Mình sẽ mở to hơn một chút nữa để các bạn cùng cảm nhận chất âm nhé. Chất âm của nó leng keng tí tách luôn, ghép cùng với dàn âm thanh của các bạn, âm thanh sẽ bừng sáng. Chắc chắn các bạn hãy tin một điều là như vậy. Và đặc biệt dòng P8802 này còn nó có mức giá vô cùng phù hợp. Khi các bạn có một cái dàn âm, có một cái thùng loa sẵn, các bạn muốn thay thế những cái dòng loa chép mà chất lượng theo loa của nó chưa được tốt, các bạn chỉ cần mua một cặp củ rời như thế này các bạn nhé. Một cặp củ rời này bên mình tặng tụ đó, giá là 450.000 một cặp, đã bao gồm phí vận chuyển, cho một cặp loa chép tuyệt vời như thế này các bạn nhé. Còn khi các bạn muốn lắp rời như thế này đấy, lắp rời như thế này, nguyên cả phân tần cả chân, đầy đủ dây, các bạn về chỉ đấu nối vào sau cọc loa chính thôi là xong, hoặc đấu nối thẳng vào một kênh của âm ly đều rất là ok, không ảnh hưởng gì đến phần thiết bị cả, nó chỉ giúp cho bạn nghe hay hơn mà thôi. Thì mức giá của nó rất là phù hợp nha các bạn. Khi gắn full phân tần như thế này vào các bạn nhé, thì giá của con này của nó chỉ là 630.000 một cặp, rất là ok đúng không ạ? Đấy là dòng loa chép mặt tròn như thế này. Bây giờ mình sẽ nói với con chép mặt vuông. Dòng mặt vuông này của nó thì mã của con này của nó là con VKF, con này là con VKTA500 các bạn nhé, VKTA500 mặt vuông. Con này cũng công suất cực đại 100W, độ nhạy 91 dB, cũng siêu chép vocal, mặt vuông đẹp như thế này, một cái viền đen vô cùng là huyền ảo. Bên trong là lõi cái họng kèn này của nó này, họng kèn kim loại sáng bóng luôn. Đó, nhìn trông nó sắc sảo, bên ngoài còn đẹp hơn ở trên video rất là nhiều như các bạn. Là thiết kế của nó đây, vô cùng đẹp. Đó, bây giờ mình sẽ test chất âm của nó nha các bạn. Đó, tạm thời các mình sẽ dừng âm thanh của con P8802 lại và mình sẽ chuyển qua cái âm thanh của con VKTA500 để các bạn cùng cảm nhận chất âm của nó nhé. Chất âm của con này của nó nghe nó sẽ có những cái độ tí tách và độ nảy được đánh giá là hay hơn. Đấy, hay hơn nữa các bạn nhé. Đấy. Đó.
mình đã lắp xong rồi các bạn nhá. Cùng một mức âm lượng và các bạn sẽ thấy rằng là cảm giác là cái độ dày, độ chất âm của nó khá là dày dặn. Đó, độ phóng âm thanh của nó nghe ra nó vang hơn các bạn nhé. Khả năng trình diễn của nó ở những cái giải cao của nó nghe nó đầy đặn hơn các bạn nhé. Đó, các bạn đang nghe âm thanh của dòng siêu chép VKT A500 các bạn nhé. Mình sẽ cho các bạn xem một vòng của nó trong khi các bạn vừa nghe vừa xem bên này. Đây, mặt vuông. Các bạn có thể mua củ dời để ghép cho những cái dàn âm thanh đã có sẵn loa nhưng bạn muốn nâng cấp lên, rất là ok các bạn nhé. Đó. Mời các bạn thử thức âm thanh. Nghe nó rất là mịn màng, nghe nó rất là sáng tiếng. Đó, các bạn có thể ngồi rất là xa nhưng mà nghe tiếng chép nó gần như là nó văng vẳng đâu đấy, nó quyện ở xung quanh mình, nghe rất là tuyệt vời nha các bạn. Đó, giá của một cặp như thế này khi mà các bạn mua rời để ghép cho dàn âm thanh của mình các bạn nhé, thì nó sẽ có cái mức giá là 650.000 một cặp, 650.000 một cặp như thế này. À, còn các bạn lên full phân tần như thế này các bạn nhé, thì nó sẽ có mức giá là 830.000 một cặp. Đó, thật là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, các bạn tham khảo và có thể nhanh tay sở hữu ngay những cặp chép này cho cái dàn âm thanh của mình để mình thưởng thức, đúng không ạ? Thưởng thức, cuộc sống này là cần phải có âm nhạc và chúng ta cần phải thưởng thức những chất âm như thế này. Không phải là đắt và cũng không phải là rẻ, nó là một cái mức giá phù hợp để cho mình đầu tư. Đấy, cho cái khả năng thẩm âm của mình thật được tuyệt vời hơn. Các bạn có nhu cầu về những dòng sản phẩm này tư vấn, vui lòng liên hệ với bên eWay 301 Bình Tân, số điện thoại em để trên màn hình và trong phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, các bạn hãy đăng ký kênh bên mình để nhận được các video mỗi ngày mình đăng lên, bao gồm các sản phẩm mới và những cái mẹo hay trong quá trình mà mình sử dụng audio các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin chào và hẹn gặp lại.